Chào các anh chị ở câu lạc bộ bơi phượt đường trường Y Swimming. Chủ nhật này ngày 27 tháng 11 chúng ta sẽ bơi ở hồ Xã Hương. Hồ Xã Hương. Hồ Xã Hương nằm ở chân núi Tam Đảo, hồ cách sân gôn Tam Đảo khá gần. Đấy. Thế thì đường đi cũng khá là thuận lợi. Anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ có một đoạn đi qua đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tổng quãng đường là 63,7 km. Chúng ta sẽ đi trong khoảng 100 phút, khoảng 1 tiếng 40 phút. Xuất phát từ cổng công viên Thống Nhất, nằm trên đường Trần Nhân Tông. Thời tiết của ngày 27 tháng 11 khá là tốt, trời nắng. Tuy nhiên nhiệt độ lúc thấp nhất là 16 độ vào buổi sáng. Khả năng mưa là 10%. Lượng gió là 12 km/h hướng Bắc và Đông Bắc, đây là gió lạnh. Các anh chị chú ý là chúng ta sẽ đến đập Xã Hương này vào khoảng lúc 8 giờ và 8 giờ 15 là chúng ta bắt đầu bơi, thì lúc này đã trời bắt đầu hửng nắng, tuy nhiên là nhiệt độ đâu đó nó khoảng 18 đến 20 độ C. Mới thấy là các anh chị phải chuẩn bị phương án mặc áo wetsuit đủ ấm nếu mà anh chị nào chưa quen bơi lạnh. Ở đây tôi giới thiệu một cái áo wetsuit triathlon, tôi nghĩ là nó rất là tốt. Giá của nó ở trên Amazon là 199 đô. Dòng của hãng Synergy Endorphin. Tôi đã viết một bài về cái áo này. Câu lạc bộ thì có anh Hoàng Đỗ Thanh Tùng và tôi cũng đã đặt, không rõ là hôm tới áo có về hay không. Trong lần bơi này thì chúng ta cũng sẽ có cắm trại. Nếu mà anh chị đồng ý thì ban tổ chức câu lạc bộ sẽ trích quỹ ra để mua một cái lều để chúng ta có thể chủ động mang đi. Cái lều này dự kiến sẽ là lều 8 người hoặc 10 người, tôi nghĩ là khoảng tầm như vậy là rất đẹp. Đấy. Thì, việc này sẽ để cho anh Toàn quyết định xem là chọn mua lều nào. Form thì các anh chị vào form này nhé. Đấy. Cự ly của chúng ta là cự ly 4 km cho những bạn bơi chuyên nghiệp, sẽ có 2 đến 3 điểm dừng và 1 km cho thành viên mới. Chi phí chia sẻ taxi đâu đó từ 180.000 cho đến 200.000, cái này thì còn tùy thuộc vào số lượng người đi. Nếu mà người đi càng đông thì chúng ta sẽ thuê xe 16 hoặc là 24 chỗ. Như lần trước đi hồ Đông Đò thì xe rất là rộng rãi, thoải mái. Có thể lên xe để thay đồ cũng được. Nếu mà là xe 16 chỗ, hồ thì rất là đẹp. Thì các anh chị nào muốn đi thì hãy điền vào cái form này. Càng sớm càng tốt để ban tổ chức có thể dự kiến định liệu số người. Về mặt thời tiết thì chắc chắn ngày hôm đấy sẽ khá lạnh. Bởi thế nên là các anh chị phải chuẩn bị phương án giữ ấm, đảm bảo sức khỏe. Hẹn các anh chị ở sự kiện bơi hồ Xã Hương.